được lưu ý chẳng thua kém cỏi bất kỳ quá gì nào chính là hội người chơi gái cầu thủ. Nguyên nhân không chỉ vì người chơi trai là người nổi tiếng mà còn bởi phiên bản thân họ, không phải nhan sắc đáng yêu thì cũng giỏi kiêm dè ghen, gia thế cũng. Về phần mình, các chàng cầu thủ cũng ra sức chứng minh tình cảm bằng cách yêu chiều người chơi gái hết mực, tiến tưởng các hàng hiệu là chuyện như cơm bữa. Mới đây, trên trang cá nhân của dốc đẩu người chơi gái cầu thủ Nguyễn Văn Dũng hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, đã chia sẻ đoạn tin nhắn khiến nhiều người ghen tị. Theo đó cô nàng cho biết người chơi trai hứa sẽ cho mình 1.500 đô la Mỹ khoảng 35 triệu đồng, đi Mỹ chơi. Kèm theo đó cô nàng viết, trái tim tôi như tan vỡ. Đúng là người chơi trai nhà người ta chưa bao giờ làm hội fan gì thất vọng. Trong dàn người yêu cầu thủ, dốc đổ là cái tên ít được nhắc đến bên cạnh Quỳnh Anh hay Hoàng Anh Ốt, Khánh Linh, Yến Xuân. Cô nàng đang theo học thạc sĩ quản lý kiêm dè ghen quốc tế ở Anh, cặp đôi đã bên nhau được 7 năm nay. Tuy nhiên cách đây không lâu, dốc đổ lại dấn lùm xùm gây chiến với Văn Thanh khi cầu thủ này va chạm với Văn Dũng. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn cãi nhau tay đôi với những người bên vực pha bóng xấu của Văn Thanh. Dốc đổ và Văn Dũng. Cuộc sống sang chảnh chẳng kém cỏi gì riêng kiếp nào của dốc đổ.